rất nguy hiểm. Nhưng không có được tình huống sút bóng của Dominic Da Silva ở tình huống tiếp theo. Đó là những gì mà các cổ động viên của BKMX Bình Dương lo ngại về đội bóng của họ. Những phút mất tập trung ở những phút cuối hiệp. Thời gian đá bù giờ dành cho hiệp đấu này sẽ là 2 phút. Trên sân thì thủ môn Bùi Tấn Trường đang bị đau. Ta vừa được xem lại pha xử lý của Bùi Tấn Trường.